Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin chứng khoán của Fast Money TV thứ tư ngày 10 tháng 12 năm 2008. Mở đầu bản tin, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin mới nhất trên thị trường chứng khoán trong nước. VN Index tăng điểm hôm qua chưa kịp tạo sức bật cho phiên này thì tin tức từ thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua có phiên điều chỉnh giảm điểm trở lại sau mấy phiên tăng điểm ấn tượng đã góp phần tạo nên một phiên giao dịch ảm đạm ngày hôm nay, mùng 10 tháng 12. Thanh khoản thị trường thấp trong thời gian trở lại đây trước sức cầu qua mỗi phiên đều khá yếu và giới đầu tư đều cho rằng với mức giao dịch ảm đạm hiện nay, thị trường chưa thể phục hồi tốt. Thậm chí phiên giao dịch hôm qua, dù thị trường lên điểm nhưng giao dịch là giảm sút. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, với nhiều mã cổ phiếu giảm giá, VN Index lại quay đầu đi xuống. Kết thúc giao dịch đợt 1, VN Index giảm 3,08 điểm, tương đương 1,05% và lùi về mức 290,22 điểm. Giao dịch lại giảm sút trong đợt 1 này khi khối lượng giao dịch chưa đầy 1 triệu đơn vị với giá trị là 23,96 tỷ đồng. Giao dịch trầm lắng trong đợt khớp lệnh liên tục, thị trường tiếp tục diễn biến xấu hơn khi VN Index dần giảm mạnh trở lại. Kết thúc đợt 2, chỉ số VN Index đã giảm 5,36 điểm, tương đương giảm 1,82%, xuống còn 287,94 điểm. Khối lượng giao dịch sau đợt này đạt 5,65 triệu đơn vị với giá trị là hơn 124 tỷ đồng. Đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa cũng kết thúc sau 15 phút giao dịch ngắn ngủi. VN Index chung cuộc giảm khá mạnh 6,45 điểm, tương đương giảm 2,2%, xuống còn 286,85 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường phiên này đạt 9,96 triệu chứng khoán, với giá trị tương đương đạt 391,45 tỷ đồng. Như vậy đã giảm 18% về khối lượng và giảm 23% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua. Chứng khoán niêm yết phiên này đã có gần 70% mã giảm giá. Cụ thể, trong tổng số 168 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết đã có 118 mã giảm giá, trong đó có 45 mã giảm sàn, 30 mã tăng giá, trong đó có 6 mã tăng trần và 24 mã đứng giá. Top 5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong phiên hôm nay là DCL, SGT, OPC, HT1 và dẫn đầu là BT6 đạt 34.000 đồng một cổ phiếu, tăng 1.600 đồng, tương đương tăng 4,94%. Các mã khác nằm trong top này đều dao động xấp xỉ 5%. Các cổ phiếu giảm giá nhiều nhất sàn phiên hôm nay là SAF, HDC, HRC, BMP và MHC, trong đó SAF giảm 2.800 đồng một cổ phiếu, tương đương giảm 12,56%, chỉ còn 19.500 đồng một cổ phiếu. Các cổ phiếu được khớp lệnh nhiều nhất vẫn là các mã quen thuộc trong nhóm cổ phiếu lớn, dẫn đầu vẫn là STB của Sacombank với 1,75 triệu cổ phiếu, SSI của chứng khoán Sài Gòn khớp lệnh 0,59 triệu cổ phiếu, các mã cổ phiếu còn lại đều giao dịch dưới 0,5 triệu cổ phiếu. Bên sàn Hà Nội, HSTC Index ngay giờ mở cửa đã giảm 2,5% ngay sau phiên tăng điểm hơn 3% hôm qua và đà giảm điểm của HSTC Index tiếp tục cho đến cuối phiên. Trong buổi giao dịch hôm nay, các mã chủ chốt trên sàn như ACB, KLS, PVI, PVS đều đồng loạt giảm giá. Tốc độ giao dịch cũng giảm gần 50% so với phiên giao dịch hôm qua với dư bán tràn ngập bảng điện tử, trong đó dư mua thì lác đác. Với giá thấp hoặc giá sàn, thanh khoản trên sàn Hà Nội ngày một yếu dần là điều đáng lo ngại với nhà đầu tư lúc này. Kết thúc phiên giao dịch ngày 10 tháng 12, chỉ số HSTC Index đạt mức 100,25 điểm, giảm 2,86 điểm, tương đương giảm 2,77% so với phiên hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch báo giá đạt 6.057.000 đơn vị, tăng 6%, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 139,75 tỷ đồng, giảm 3% so với phiên giao dịch hôm qua. Trong 164 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên sàn Hà Nội đã có 109 mã giảm giá, 22 mã tăng giá, 16 mã đứng giá tham chiếu và 17 mã không có giao dịch. Đáng chú ý về cuối phiên có 28 cổ phiếu đóng cửa giá sàn và chỉ có 3 cổ phiếu đóng cửa giá trần là TDN, THB và BTH. Các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong phiên hôm nay là BTH, SDS, TDN đều tăng 6,67% so với phiên giao dịch hôm qua. Trong đó BTH khớp lệnh 1.800 cổ phiếu với giá 8.000 đồng một cổ phiếu. Tiếp theo trong top này là L62 và SD8. Cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là DHT khi tụt xuống mức 22.600 đồng một cổ phiếu, giảm 1.700 đồng, tương đương giảm 7%. MIC cũng giảm giá 7% so với phiên giao dịch hôm qua. PVE, CCM và DC4 nằm trong top 5 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất trong phiên hôm nay.
Cổ phiếu có khối lượng giao dịch báo giá dẫn đầu thị trường là KLS với 1.273.900 đơn vị được chuyển nhượng. ACB, PVI, VCG và PVS cũng nằm trong top 5 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất phiên với gần 1 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Thị trường lại tiếp tục ru ngủ các nhà đầu tư với thanh khoản sụt giảm mạnh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những diễn biến trên thị trường chứng khoán thế giới. Chứng khoán Mỹ đã giảm gần 3% sau 2 ngày tăng điểm mạnh trước đó. Những lo ngại về viễn cảnh lợi nhuận của FedEx đã có tác động tới quyết định bán cổ phiếu của giới đầu tư. Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng tăng mạnh bán cổ phiếu ra để thực hiện hóa lợi nhuận trong các danh mục đầu tư sau 2 ngày tăng điểm mạnh qua chỉ số. Thị trường mở cửa mức thấp hơn phiên trước, nhưng sau đó chỉ số Nasdaq và S&P 500 đã sớm tăng lên trên ngưỡng giá trị đóng cửa phiên liền kề. Riêng chỉ số Dow Jones không một lần chạm ngưỡng giá trị phiên trước. Vào lúc 10 giờ giờ địa phương, cả ba chỉ số bất ngờ giảm mạnh và duy trì xu hướng giảm đến hết ngày giao dịch. Cổ phiếu của FedEx trong ngày đã mất tới 14,5% sau khi hãng công bố lợi nhuận của mình có thể sẽ suy giảm mạnh trong năm 2009 do kinh tế thế giới gặp khó khăn. Chỉ số Dow Jones của khối vận tải DGT đã giảm hơn 5% trong phiên này. Năm cổ phiếu trong chỉ số Dow Jones có mức giảm điểm mạnh nhất trong ngày là cổ phiếu Procter & Gamble mất 4,3%, Walt Disney giảm 5,58%, General Electric trượt 5,83%, JP Morgan Chase xuống 6,93%. Cổ phiếu của Boeing trượt 4,74%. Điểm qua kết quả giao dịch ngày 9 tháng 12, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 242,85 điểm, tương đương giảm 2,72%, đóng cửa mức 8.691,33 điểm. Chỉ số Nasdaq phiên này hạ 24,4 điểm, tương đương giảm 1,55%, chốt ở mức 1.547,34 điểm. Cuối cùng, chỉ số S&P 500 trượt 21,03 điểm, tương đương giảm 2,31%, đóng cửa mức 888,67 điểm. Khối lượng giao dịch trên sàn New York đạt 1,44 tỷ cổ phiếu, thị trường có 2.133 cổ phiếu mất điểm và có 989 cổ phiếu lên điểm. Khối lượng giao dịch thành công trên sàn Nasdaq đạt 2,27 tỷ cổ phiếu, thị trường có 1.849 mã mất điểm và có 918 mã lên điểm. Chứng khoán châu Âu tiếp tục khởi sắc nhờ sức tăng của cổ phiếu khối năng lượng và cổ phiếu nhà sản xuất ô tô vì hy vọng về ngành công nghiệp ô tô của Mỹ sắp được giải cứu. Dù thị trường đã có 2 ngày tăng điểm mạnh trong tuần, nhưng tính chung các chỉ số chứng khoán chính vẫn giảm 42% trong năm 2008. Trước những thông tin về 3 nhà sản xuất ô tô lớn của Mỹ có thể sẽ được tiếp nhận một khoản vay khẩn cấp trị giá khoảng 15 tỷ đô la, các cổ phiếu của 4 nhà sản xuất ô tô của châu Âu như BMW, Fiat và Volkswagen đã tăng từ 0,5% đến 5,1%. Trong khi đó, giá dầu tiếp tục tăng đã giúp cổ phiếu của BP, Royal Dutch Shell, BG Group và Tula Oil tăng từ 1,1% đến 7%. Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 81,2 điểm, tương đương tăng 1,89%, đóng cửa mức 4.381,26 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 2,11 tỷ cổ phiếu. Chỉ số DAX của Đức phiên này lên 1,34%, khối lượng giao dịch đạt 39,5 triệu cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp tiến thêm 1,55%, khối lượng giao dịch đạt 189 triệu cổ phiếu. Tại châu Á, thị trường đã có sự phân hóa trong ngày giao dịch hôm thứ Ba với màu đỏ hiện diện ở thị trường Trung Quốc và Hồng Kông, trong khi sức tăng vẫn được duy trì ở các thị trường lớn khác. Đáng chú ý, thị trường chứng khoán Singapore đã tăng lên 5% sau khi nghỉ lễ đầu tuần. Các thị trường chứng khoán Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan kết thúc ngày giao dịch sớm hơn các thị trường khác, vẫn giữ được sức xanh trên bảng điện tử nhưng biên độ tăng khá thấp so với phiên buổi sáng. Còn đối với thị trường Hồng Kông và Trung Quốc, kết thúc ngày giao dịch muộn hơn đã đồng loạt mất điểm từ 1,9% đến 2,5%. Chứng khoán của Nhật tiếp tục tăng điểm ngày thứ hai trong tuần nhờ sức tăng của cổ phiếu các hãng sản xuất máy móc, thiết bị xây dựng, cổ phiếu khối các nhà sản xuất lớn, bất chấp việc đồng yên lên giá so với đồng đô la. Kế hoạch kích thích kinh tế của tổng thống mới đắc cử ông Obama đã mở ra cơ hội tăng trưởng cho ngành công nghiệp chế tạo máy móc xây dựng. Do đó, sức mua cổ phiếu của khối này một lần nữa được thể hiện rõ nét và mức tăng nhanh của các cổ phiếu ngành. Trước tin tức về khả năng ngành sản xuất ô tô của Mỹ sớm được giải cứu, cổ phiếu của các hãng sản xuất ô tô Nhật Bản cũng tăng mạnh, trong đó cổ phiếu của Honda lên 6,3%, cổ phiếu của Toyota tiến thêm 0,7%. Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tăng 66,82 điểm, tương đương 0,8%, chốt ở mức 8.395,87 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 2 tỷ cổ phiếu, thị trường có 823 mã lên điểm và 763 cổ phiếu xuống điểm. Điểm qua các thị trường khác, chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan tăng 1,23%, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông mất 1,94%. Chỉ số Straits Times của Singapore tiến thêm 5,43%, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 2,54%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc nhích 0,07%. Thưa quý vị và các bạn, đến đây chúng tôi xin kết thúc bản tin chứng khoán ngày 10 tháng 12. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! Ngày BIDV
chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công.